đang lăn bẳng trên địa cầu của thành phố Huế. Một thành phố rất mơ mộng với những điều hảo năm nay đã bình đi sâu vào lòng người. Nói đến Huế, người ta lại nói đến vẻ đẹp của Huế, nói đến nét dịu dàng của người con gái Huế và nói đến 13 đời vua triều Huế. Ở Huế có 13 đời vua triều Huế, và ông vua nổi tiếng nhất đó là vua Minh Mạng. Ông nổi tiếng là nhiều vợ và nhiều con. Ông có hơn 500 bà vợ và 142 người con. Khi ông Minh Miêu để những cái bài thuộc Minh Mạng, của là bà khi ông lại teo mất rồi. Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời, bây giờ nó có đang ngồi nửa đâu. Ngày xưa sắc như đồng, như đinh đồng cổ như rồng thua. Ngày nay như cải mùi dưa, 10 tháng Minh Mạng nhưng vẫn chưa ngẩng đầu. Đặc biệt thì hôm nay uống vào thì người ngồi những củ nó là tất cả. Câu thương tiên xấu vai người hát nhịp, anh thương qua kịp từ lập người ơi. 7 năm nay mang tiếng nhiều lời, phải xa nhau đi chắc lửa lục tài ốc trời đến xa. Ngày xưa có một đôi nam nữ yêu nhau, khi đi có cái câu này là sập xếp một vai làm cho đôi nam nữ này đến với nhau không được. Người ta thường bảo thiên tai là tài trời đó ạ. Câu này thì dành cho tất cả những bộ cổ cuối tôi, tất cả những người con gái phụ nữ Huế đều hiện hẳn dài ra ở câu này. Nói đến Huế thì nói đến tạo dài của người phụ nữ Việt Nam. Huế từ xưa tới nay nổi tiếng may áo dài rất đẹp. Chúng ta may bây giờ thì tối nay được phía dưới gốc cái câu này nhé. Dưới gốc cái câu này sẽ có một câu được gọi là câu Vũ Liêm. Câu này thành lập năm 2019. Đây là con cầu 64 tuổi ở Huế đấy ạ. Cầu Vũ Liêm 64 tuổi. Phía bên tay trái chúng ta sẽ có câu cầu được 2016. Người dân ở đây vẫn có cái tên gọi trên đó là cầu Xóa Nờ. Thành lập hơn 2 năm nhưng đã hơn 50 người tự tử ở cầu này. Mọi người đã lần trong tiếp thử nhảy cầu là Xóa Nờ, nhưng khi người dân phải gọi là cầu Xóa Nờ. Lạc kéo phủ được và ổn định được áp. Thứ ba, mè sừng. Mè sừng có được chỗ rất là ngon, nhưng mua sai chỗ thì ăn nổi đồ răng ra ngoài. Nếu ăn ưa răng thì không mua, mà không đưa răng thì mua. Thank you.
do mặt trăng hoàng cung ở đây. Dưới đất mặt trăng đều có kiến trúc phong cảnh kỳ vật hàng năm được giới thiệu hay được phong nha kẻ bàng. Đó là sự nghiên cứu của Vinh Văn Tài và tất cả quần thể nhà cổ đô Huế bằng sản phẩm mà do bàn tay của ông và người Việt Nam dựng và tạo nên. Kể từ đó năm 1993, thì UNESCO đã công nhận quần thể này là di sản văn hóa thế giới và đây là di sản văn hóa. Thank you.
anh Hồ Quảng Trị năm 1963 giết được quân chủ phong kiến là cơ quan hành chính lý sở của tỉnh Quan Điểm Trường này. Trong ý đồ thiết lập hệ thống phòng thủ mặt bắc của quân Trường Thống, Quảng Trị với tư cách là binh hữu trực bao giờ cũng được trông rợ có ý nghĩa chiến lược của Kinh Hạc Quế. Đi phía sau, do vậy, phía sau. Việc sinh thành Quảng Trị lên. Cho mạnh sự phòng thủ ở trong bờ cỏ, mà cao hơn thế là xây đắp tỉnh thành và mong về vững luôn. Vua Nguyên Mạc đã rất sâu sắc khi thấy rằng với một địa hạt gần y như Quảng Trị. Vừa rồi thì đoàn chúng ta vừa làm lễ dâng hương tại đài tưởng niệm trung tâm di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị, và ngay tại vị trí trung tâm lâu đài tưởng niệm này, thông qua tổng hình cháu sẽ giới thiệu về ý nghĩa của đài tưởng niệm, sau đó giới thiệu về di vật của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh. Đó là nội dung bức thư Anh biết bằng linh cảm và dự cảm của mình trước khi ra trận. Thưa các cô các bạn, hôm nay đoàn chúng ta về với thành cổ Quảng Trị, địa danh 47 năm về trước đã làm thức tỉnh lương tri loài người trên thế giới bởi cuộc đọ sức quyết liệt của quân giải phóng
trong cuộc chiến 81 ngày đêm mùa hè lịch sử năm 1972 bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị chống lại cuộc phản kích tái chiếm của quân đội Sài Gòn mang tên Hành quân Lam Sơn 72. Sự kiện lịch sử đó đã viết lên một khúc tráng ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử đấu tranh giải phóng của dân tộc và trở thành một di sản văn hóa tiêu biểu của đất nước. Cuộc chiến này nhằm mục đích tìm đến một giải pháp chính trị có lợi cho đôi bên trên bàn hội nghị Paris. Vì vậy, để giữ vững thành cổ và thị xã Quảng Trị, hàng ngàn chiến sĩ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Các anh hy sinh, có những anh hài cốt không còn nguyên vẹn nữa, máu và xương thịt của các anh đã hòa vào từng tấc đất ngọn cỏ của thành cổ Quảng Trị. Sự hy sinh của các chiến sĩ giải phóng quân đã dựng lên một tượng đài về khát vọng độc lập, để lại cho thế hệ sau một triết lý sống cao đẹp. Thưa các chủ cùng các anh chị, khắp ở nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chính hay các nghĩa trang liệt sĩ khác, mỗi liệt sĩ đều có riêng cho mình một nấm mồ, dù anh được biết tên hay chưa kịp biết tên. Riêng đến với thành cổ Quảng Trị được ví như một nghĩa trang, nhưng không có một nấm mồ nào cho riêng ai mà chỉ có nấm mồ chung. Và đài tưởng niệm được mô hình hóa thành nấm mồ chung cho những người đã ngã xuống trong cuộc chiến 81 ngày đêm chiến đấu để bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị. Đài tưởng niệm là địa điểm của sự hóa thân, nơi trú ngụ của linh hồn bất tử, nơi giao hòa giữa âm và dương, giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Đài tưởng niệm mang tính siêu thoát, xuất phát từ quan niệm nhân sinh quan, vũ trụ quan của người Á Đông, cũng như quan niệm về lẽ sống và cái chết của người xưa để lại, để cho những ai hôm nay khi đặt chân vào thành cổ đều cảm nhận được sự bi hùng khốc liệt của ngày hôm qua, mà thần tâm thắp nén hương thơm để tri ân tưởng nhớ các chiến sĩ đã nằm yên nghỉ trên mảnh đất này. Với ý nghĩa đó, đài tưởng niệm được xây dựng trên cơ sở hình thành triết lý ông Dương Ngũ Hành, tầng trên tròn gọi là tầng lượng nghi. Bên trong tầng lượng nghi được tạo theo thái cực đồ gồm có phần âm và phần dương. Một nửa phần âm tượng trưng là hồ nước, giữa hồ nước có ý nghĩa ánh hào quang luôn luôn tỏa sáng trong cuộc chiến 81 ngày đêm quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Ở giữa cây thiên mệnh có biểu tượng ba áng mây tượng trưng cho tam tài thiên địa nhân, là mối giao hòa giữa trời đất và con người. Phía dưới ba áng mây tượng trưng ba bát cơm trồng lên nhau theo phong tục tập quán của người Việt Nam. Khi cúng cơm cho người đã khuất thì những người trẻ trẻ thường cúng ba bát cơm, và các chiến sĩ giải phóng quân của chúng ta hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ đã nói lên ý nghĩa đó. Nửa phần dương còn lại được làm bằng gạch màu đỏ hoa cương. Màu đỏ là màu của sinh khí vận hành, màu của sự sống, màu của sự sinh sôi nảy nở. Ở phần dương đó có phần thiểu âm. Từ vị trí này, nó thông vào trực tiếp bên trong lồng đài tưởng niệm, gọi là phần âm trong dương. Với ý nghĩa, âm và dương không bao giờ cách biệt. Âm và dương tuy hai mà một, luôn hòa quyện vào nhau. Trong âm bao giờ cũng có dương, và trong dương luôn có âm. Mối liên hệ này cũng như mối liên hệ giữa người sống và người đã mất. Phía bên ngoài tầng lượng nghi có 81 bức phù điêu bằng đồng, thể hiện 81 tờ lịch từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9 năm 1972. Ngày 16 tháng 9 được chọn là ngày giỗ chung cho các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến 81 ngày đêm mùa hè lịch sử năm 1972. Các bức phù điêu này được nối với nhau qua cái cổng mái đình Việt cất điều để nhắc nhở cho những ai trước khi vào thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ hãy gột bỏ những ham muốn tầm thường bên ngoài, đến đây với lòng thành kính và ngưỡng vọng. Bên trong lòng tượng đài rộng có hai trục chính giao nhau đi về tứ phương. Về tâm linh mà nói, đây là nơi hồi tụ linh hồn của các chiến sĩ giải phóng quân ở tứ phương về trong nấm mồ chung này.
Giữa vị trí trung tâm lồng đài tưởng niệm có đặt hình trang người lính giản dị mà thân thương, một chiếc ba lô, một khẩu súng AK, một bi đông nước, một đôi dép cao su và chiếc mũ tai bèo. Chỉ từng ngần ấy thôi tuyệt vời, ca ngợi sức mạnh của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thưa các cô các bác, chiến tranh đã lùi xa 47 năm, nỗi đau thời hậu chiến vẫn còn in đậm mãi trong lòng mỗi người chúng ta. Có biết bao cảnh mẹ mất con, vợ quá chồng, con phải mồ côi bố. Cho đến bây giờ vẫn chưa có một số liệu nào thống kê chính xác. Có biết bao chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến 81 ngày đêm. Nhưng có một điều chắc ai trong mỗi chúng ta cũng biết được rằng các anh đã nằm lại nơi đây khi tóc đang còn xanh. Các anh nằm lại nơi đây khi mang trong mình nhiều khát vọng sống, nhiều ước mơ và hoài bão. Có một thế hệ thanh niên đã cống hiến hết tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời mình đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Họ là những chàng trai cô gái đến từ những nẻo miền quê yêu thương của đất nước. Có những chàng sinh viên từ các trường có biết bao bà mẹ tóc đã bạc, mắt đã mờ, ngày đêm vẫn ngóng tin các anh về. Chỉ nghe một tiếng đồng khẽ thôi, cứ ngờ các anh về với mẹ. Nhưng các anh không về với mẹ cha nữa, bởi các anh đã hóa tượng đài. Có rất nhiều câu chuyện cảm động, có rất nhiều di vật kỷ vật các anh để lại. Qua đây cháu xin giới thiệu một di vật của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh. Đó là nội dung bức thư anh viết bằng linh cảm và dự cảm của mình đi di tích lịch sử các tỉnh phía Nam. Xin trân trọng giới thiệu đoàn cựu thanh niên xung phong phường do ông Đặng Văn Trung, chức vụ chủ tịch hội cựu thanh niên xung phong phường, được cử đến các khu Huế, Quảng Trị, Trường Sơn, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh về việc thăm lại chiến trường xưa và viếng các nơi có di tích lịch sử. Huế, Mù Cô Giáp, nghĩa trang Trường Sơn, 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, thăm viếng dân hương quê nội Bác Hồ. Đề nghị quý cơ quan giúp đỡ ông Đặng Văn Trung và đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhân dịp vệ sinh đến nay, Tổng Bí thư Lê Duẩn có nói: chúng ta đã chịu đựng được không phải vì chúng ta là gác thép, vì gác thép cũng chạy với bom đạn của chúng, mà chính chúng ta là những con người thật sự, những con người Việt Nam với truyền thống 4.000 năm đã giác ngộ sâu sắc trách nhiệm đồng đại trước Tổ quốc, trước thời đại. Giữa bức ảnh có ngọn lửa, đó là lửa bất tử cùng với những bức phù điêu mô tả ca người tinh thần đoàn kết của các sư đoàn, binh đoàn chủ lực, binh chủng quân đội nhân dân Việt Nam trong những tháng ngày cả nước được cố gắng đánh đỉnh giải phóng dân vẫn cùng làm con như ngày nào. Bên cạnh nụ cười của các chiến sĩ giải phóng dân còn có nụ cười của Hải Chiến Trường Quảng Trị đầu năm 1972. Đây là sơ đồ thành cổ Quảng Trị được vẽ vào năm 1889. Thành cổ Quảng Trị nguyên xưa là thần lũy quân sự của nhà Nguyễn trên đất Quảng Trị, được xây dựng vào thế kỷ 19. Năm 1809, vua Gia Long cho đắp thần bằng đất. Đến năm 1837, vua Minh Bàn cho xây dựng thần bằng gạch kiên cố theo kiểu cấu trúc vô băng. Nhìn tổng thể thần có hình vuông, chu vi thần 2.160 m, thần có tường cao và hào sâu bao bọc xung quanh với tổng diện tích 18.56 ha. Bốn chữ ở hồi gốc tường thần có đặt khẩu súng thần công để trấn áp bảo vệ. Mục đích xây dựng thành nhà Nguyễn lúc bấy giờ thiết lập hệ thống thần lũy địa bàn để bảo vệ đô huế. Dưới chế độ phát triển, thần quả thì không chỉ là thần lũy quân sự còn là trung tâm thần lũy chính trị. Vì vậy các đội ngành có nhiều các nguyên nghiệp tục được xây dựng
Thạch Hãn ơi chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm. Lễ dân hương tưởng niệm các anh các chị sẽ đẹp được bắt đầu. Xin kính mời đồng chí Đặng Văn Trung đại diện đoàn lên dân hoa tươi trưởng anh linh các anh các chị. Xin kính mời bạn. Xin được kính thưa linh hồn các chị anh xung phong, anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Kính thưa các anh các chị hy sinh tại ngã ba Đồng Lầu, hôm nay ngày 5/7/2019, nhằm vào ngày 3/6/1900, nhân dịp hướng tới kỷ niệm ngày thành lập lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, đoàn hội cựu thanh niên xung phong phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng do đồng chí Đặng Văn Trung làm trưởng đoàn đã về với khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lầu tỉnh viện linh hồn các anh chị, được trưởng anh linh các anh chị và dâng lên những nén tâm nhang, dâng bỏ hoa kính cẩn thiên đình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc. Xin được cầu chúc cho anh linh các liệt sĩ luôn được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng, an lành các thế giới linh thiêng và phù hộ độ trì cho đồng chí Đặng Văn Trung cùng tất cả các đồng chí trong đoàn và gia đình luôn được mạnh.
khỏe, bình an, hạnh phúc để tiếp tục ra sức phấn đấu đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã chọn. Đời đời nhớ ơn các nghệ sĩ, phút tưởng niệm bắt đầu. No.
tâm. Sông quê mình ngàn đi vô ăn quyết ni lò sơn nhìn bằng sông thuê chín nồi cây quê ta quyết ni lò sơn nhìn bằng nhằm vào ngày 3 tháng 6 năm Kỷ Hợi, nhân chuyến hành trình về các địa chỉ đỏ thăm lại chiến trường xưa, hướng về ngày thành lập lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ. Đoàn hồi cựu thanh niên xung phong phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng do đồng chí Đặng Văn Trung làm trưởng đoàn đã về với khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc kính viếng linh hồn 10 liệt sĩ. Đứng trước anh linh của những người đồng chí, đoàn dâng hương dâng hoa kính cẩn nghiêm đình bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh anh dũng của 10 nữ liệt sĩ. Xin được cầu chúc cho anh linh của 10 đồng chí luôn được siêu thoát lên cõi vĩnh hằng an lành trong thế giới linh thiêng và phù hộ độ trì cho bác Đặng Văn Trung cùng tất cả các bác cô chú trong đoàn và gia đình luôn được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc để tiếp tục ra sức phấn đấu đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã chọn. Đời đời nhớ ơn 10 nữ anh hùng liệt sĩ. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thank you.
đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm. Đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh.
những cái ngày đang đứng và đầy bệnh ấy đã cướp đi tuổi xuân của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong tiểu đai đại đội 37. Đó là vào lúc 6:10 rạng sáng ngày 31/10/1968, khi đang làm nhiệm vụ sang lớp của con kịp thông đường để đoàn xe quân sự đặc biệt đi vào chiến trường miền Nam. Bất ngờ những tốc máy bay Mỹ liên tiếp lao tới trút băng đạn xuống Trung Bồn, chúng cầm số quân tháo liên tục 4 giờ đồng hồ trên bầu trời Trung Bồn. Trên đoạn đường chỉ có chiều dài 120m này thôi, nhưng đã phải hứng chịu 170 quả bom phá. Toàn bộ đội hình của tiểu đội 2 bị vùi lấp hoàn toàn trong đất đá có cây mịt mù đầy lửa khói. Ngược tiếng vong, đồng đội vội lao ra hiện trường, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Không có bất kỳ một bóng dáng người nào, mà chỉ thấy toàn những hố bom sâu thẳm, mặt đất bị băm nát, đất đá cỏ cây bị sởi tung. Tìm kiếm đau bởi mòn cả vẹt quốc, mồ hôi hoa lẫn cổ nước mắt. Những tiếng khóc không thành tiếng, những tiếng kêu không thành lời của đồng đội trong tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng chỉ tìm được duy nhất chỉ Trần Thị Phong, tiểu đội trưởng, bị vùi lấp dưới hố bom và may mắn còn sống sót. Còn lại 13 chiến sĩ đã bị viện nằm lại trên mảnh đất Trung Bồn. Tất cả những gì tìm được chỉ là nửa mảnh nón có ghi hai chữ tản xuông thôi, một cánh tay còn có trên cổ tay, một chiếc khăn mũi xoa màu đỏ bị bom Mỹ hất tạt vào trong tầng bìa rừng. Trong chiếc khăn mũi xoa ấy còn có một giấy báo nhập học mang tên Vũ Thị Hiên. Cạn nước mắt, đồng đội đành phải gom lại những mẩu xương mảnh thịt còn sót trôn lẫn với bùn đất, không biết được của ai là ai cả, đành phải ngậm ngùi đắp cho các chị các anh một ngôi mộ chung, chỉ là nơi mà đoàn chúng ta đang dừng chân tại đây. Kính thưa các bác, điều làm chúng ta khắc hoài và nhói đau là bởi trận bom định mệnh rạng sáng ngày hôm đó cũng là trận bom cuối cùng, vì chỉ còn ít giờ nữa thôi Mỹ tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc. Các chị các anh hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ. Người ít tuổi nhất là chị Nguyễn Thị Hoài, vừa tròn 17 tuổi. Người nhiều tuổi nhất cũng chỉ mới 22 tuổi thôi. 13 chiến sĩ hy sinh thì đã có 8 người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 3 năm. Ngày hy sinh cũng là ngày làm việc cuối cùng trước khi chúc ngũ của họ. Trong đó có 5 người đã cầm trên tay giấy báo nhập học tại các trường đại học và trung cấp chuyên nghiệp. 2 người sẽ về quê để tổ chức làm đám cưới. Họ náo nức hô hời nói về ngày mai, ngày hòa bình. Người Việt tiếp ước mơ trên giảng đường đại học, người trở về với đồng ruộng quê hương xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhưng tất cả đều sang dở. Xin nghĩ với các bác, chúng ta hãy cùng hưởng ánh mắt về bức bia bổ này và cùng nhìn về chị Đan Thị Bốn. Những chiếc bút chỉ cầm trên tay giấy báo xuất ngũ thì cũng là lúc chị nhận được tin anh trai của mình cùng với hy sinh ở chiến trường miền Nam. Ở quê nhà chỉ còn cha mẹ già, không ai chăm sóc cả. Lời hẹn ước cũng đành sang dở với chị Nguyễn Thị Phúc khi người yêu của chị cùng với hy sinh ở chiến trường Quảng Trị. Đau đớn xót xa khi nhìn về câu chuyện tình yêu của anh Cao Ngọc Hòa và chị Nguyễn Thị Tâm. Anh chị Hòa Tâm đã bí mật yêu nhau suốt 3 năm trời mà đồng đội không một ai biết cả. Để liên hoan chia tay, họ mời bảo tin mừng, họ mời bạn bè, đồng đội của mình cùng trở về quê
để tổ chức làm đám cưới. Ngày họ hy sinh thì ở quê nhà cả hai họ không ai biết, nên nhà trai đã mang sự lễ sang nhà gái để xin tổ chức làm đám cưới cho hai con. Suốt buổi sáng ngày hôm đó, cả hai họ đang nhìn ra phía ngoài ngõ để ngóng chờ từng giờ từng phút những bước chân thân yêu của hai người con trở về trong ngày hạnh phúc. Thì 10 giờ họ nhận được tin hai con đã hy sinh ở Truông Bồn. Trong đó có chị Nguyễn Thị Tâm không tìm được mẩu xương mảnh thịt nào, để rồi cuộc đón dâu nơi quê nhà đã đành phải bỏ ngỏ. Đường quê hun hút theo mây, Tâm ơi, Hòa ơi, hai con nọ về vắng một cuộc đưa dâu. Anh Hòa ơi, lời hẹn với chị Tâm nơi chín suối có trăm năm hạnh phúc, đau sẽ ruột gan nhìn mẹ cha khóc, xót thương con không nguyên vẹn hình hài. Kính thưa các bác, đoàn của chúng ta về những tháp Truông Bồn trong buổi sáng ngày hôm nay, thì đây cũng là lúc làm người dễ hòa vào những thổ tức rất riêng của Truông Bồn, để được cảm nhận cái đích thiêng và huyền thoại của Truông Bồn, và cùng nghe kể chuyện câu chuyện về 13 con người xử nghề nọ kịp về trưởng ảnh Bình Minh. Tiểu đội mừng vừa mới hôm qua xin ngừng bản ngày mai mộng một, nếu như không có ngày 31 em bổ về lời ru. À ơi, xin trân trọng với các bác đã lắng nghe phần dẫn hành mộ. Và tiếp theo, cháu trân trọng kính mời các bác ra bảo tàng ngay đối diện trước khu mộ để tham quan bảo tàng. Xin trân trọng cảm ơn và kính mời các bác.